gửi cho ông thấy ông tắt ở điện thoại. Ok. Ông tắt. Cái thằng bay này. Mẹ ở trong hả? Từ từ, chưa có vô được. Chưa rồi. Ủa, bị sao hả Nhung? Thôi hả, đừng cầm nữa hả? Alo, Nhung nghe không? Ủa, sao kỳ vậy ta? Alo Nhung. Ê, sao tự nhiên cái bên trên không? Rồi vô hầm đi. Nghe được không Trang? Trang nghe mà em nói Nhung không nghe phải không? Đi. Vô hầm. Ừ. Anh ơi. Alo. Nhung nghe không? Nhung nghe Trang nói không vậy? Được chưa đi? Giỡn gì vui dữ vậy trời. Alo. Có. À. Bị đánh hà. Đưa cái đồng hồ đây. Vàng đi về cho em hả? Cô học đi. Cô ra đi ô hà bộ em anh đi. Thôi. Đi thẳng rồi tặng cho tôi một món quà. Tặng cho tôi một món quà. Chơi gì mà vui dữ trời. Chị vừa chơi xong. Ok. Được không Trang? Được nhau. Gì? Gì tự nhiên em phải thank you gì vậy? Ủa sao tiếng nhỏ vậy Bi? Em làm cái gì hả? Quên gì trời? Quên thì thôi chứ. Cho đang ngủ. Gì giờ này còn ngủ? Giang đi về dậy rồi. Rồi, bắt xe với con nha. Học nhanh rồi nghỉ rồi chơi tiếp ha. Đang chơi trò gì ghê vậy? Muốn xây nước sủa. Rồi, con có từ feelings. Con nhìn thấy feelings. Ở trên cái hình này nè, feelings là cảm xúc của mình đó. Mình vui hay mình buồn thì gọi là feelings. Ok. Nè, vui nè, buồn nè, bất ngờ nè. Rồi bây giờ con xem thử sao nha. Tiếng Anh đó là gì ha? Feelings. Feelings. Okay. Written by Donna Kim. Illustrated by Monica Tuna. Happy. Con có từ happy. Nào Bi đọc với bác nào. Happy. Happy. À, happy là vui đó. Cười giống như con vừa mới chơi xong đó. Thì gọi là happy. Sao Bi? Rồi, được chưa? Mình tiếp nha. Nào, con có từ happy là mình vui. Ví dụ như con đang chơi đó, thì con sẽ thấy happy là thấy vui. Nào, đi đọc với bác nào. Happy. Happy. Ok. Rồi. Sad. Khi nào mình bị la đó, khi nào mình bị mẹ la, mình sad. I'm sad. Là buồn. Mình có sad. Nào, biết nào. Sad. Ok. Rồi. Hungry. Nào, hungry. À, bố Bi, cái này là lúc mình bị sao ta? Nào, con nhìn cái hình con đoán cho bác xem. Lúc này mình bị sao? Nha. Con thấy cái bạn này nè. Hồi nãy bạn nghĩ tới cái đồ ăn á. Đây nè. Sad. Nè. Hungry. Bạn nghĩ tới cái đồ ăn nè. Thì lúc này bạn sao ta? Khi nào mình nghĩ tới đồ ăn? Khi nào Bi nghĩ tới đồ ăn nè? Khi mình bị gì?
bộ. Đúng rồi, con có từ đó bộ. Ủa, con học gì mà con đang con ngó gì vậy? Con tập trung con học đi rồi chơi nè. Mạng sao nó đứng rồi? Alo. Vẫn nghe hết trơn. Mẹ mình bị đánh rồi mẹ ơi. Con có từ hungry nào? Hungry, be nào? Hungry. Hungry. Ừ. Tiếp theo, con có gì? Tired. Tired. À, con chơi nhiều quá hay con học nhiều quá thì con sẽ thấy bị mệt. Con sẽ có tired. Nào, be nào? Tired. Nào, không phải tiger đâu. Không phải tiger đâu. Tiger là con sư tử đó nha. Cái từ này là tired. Nào, tired. Tired. Nào, không, tired. 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 Đúng rồi, tired là mệt. Oh, I'm tired. Right. Thirsty. Nào, thirsty. À, Dobby, cái hình này là khi nào? Thirsty là khi mình bị gì đây ta? Con thấy cái hình không? Đúng rồi, bị khát nước thì con sẽ có từ thirsty. Nào, bên nào? Thirsty. Ok, good. Rồi. Angry. Rồi khi nào mà bị con si nữa, nó làm cho mình bực bội á, hay anh Hoàng mà bực làm cho Bi bực bội á, thì Bi sẽ angry. Nào, angry là gì ta? Giận lên á, giận dữ đó ha. Angry, Bi nào? Angry. À, ok. Eager. Eager. À, ví dụ như mình biết đó là chiều nay mẹ sẽ cho mình đi chơi nè, hay là mẹ mua cho mình món đồ chơi nè, thì mình sẽ rất là mong chờ đó, hứng khởi đó ha, mong chờ. Eager. Nào, eager. Nào, eager. Eager. Ok. Surprised. À, surprise. Tự nhiên, tự nhiên sinh nhật mình á, mình được tặng nhiều món quà, khi khui quà mình sẽ thấy là bất ngờ, thì con sẽ có từ surprise. Nào, surprise. Ok. Rồi, bây giờ mình xem lại nha. Đó số. Rồi, bây giờ bác sẽ cho con xem nha. Xem lại một lần nữa ha. Happy. Nào, happy. Vì nào, happy. Happy. Ok. Đó, sao nó không chạy nữa? Bị sao rồi? Tự nhiên nó đứng vậy. Sao tự nhiên nó đứng bị kẹt đây rồi? Con đợi ba xíu nha. Again. Feelings. Now, feelings. Written by Donna Kim. Illustrated by Monica Tuna. Sao con? Happy. Sao kỳ vậy ta? Now, happy. Happy. Okay. Sad. Now, sad. Hungry. Hungry. Tired. 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 Now tired. 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 Okay. Thirsty. Now thirsty. Now thirsty. Thirsty. Okay. Angry. Angry. Now angry. Okay. Eager. 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 Surprised. Surprised. Surprise. Okay. Wow. Wow, khi nào surprise thì con sẽ nói wow, okay? That's all. Rồi, bây giờ con sẽ mình end cái chỗ này nhá. Bác sẽ nha, share với con bài ở trên trường một tí xíu nữa rồi mình nghỉ ha. Nó học nhanh quá à. Học có tí xíu nghỉ rồi. Đây, để bác cho con xem bài trên trường. Ủa, hôm nay Bi học, Bi vẫn học ở nhà mà hả? Hay Bi đi học trường rồi? Dạ, vẫn học ở nhà. Ừ,
Học ở trường, học ở, Bi thích học ở nhà hay Bi thích đi học ở trường? Ở trường hơn hả? Nhưng mà ở trường phải dậy sớm. Dạ, học online phải dậy sớm hả chị? Ủa vậy hả? Biết đâu. Rồi, để ba bắt xe với con nha. Cái này đó là gì đây? Rồi, mình đọc cái này tí xíu nữa. Rồi, cái này hôm bữa con học chưa đây? Shape. Ở trên trường biết cô giáo dạy cho con cái phần này chưa? Cô giáo dạy tiếng Anh trên trường con tên gì? Yeah. Thôi đi hỏi làm chi, không biết thì thôi. Không biết cô, không biết cô. Ừ thôi không biết thôi. Không biết thôi, kệ đi. Rồi, bây giờ mình có shape. Con có shape nè, Bi nè. Shape. Là Miss Vân mất tên. Hả? À, Miss Vân hả? Ok. Rồi, con có shape. À, là hình dạng. Nào, shape. Bi đọc với bác nào. Shape. Ok. Là hình dạng đó. Thì con, ví dụ giống như con sẽ có nè. Circle. Circle là hình gì ta? Circle. Ok, circle. Nào, Bi đọc với bác nào. Circle. Ok, tiếp theo. Square. À, square là hình gì ta? Square là hình gì con? Dạ, hình gì đấy? Hình vuông. À, hình vuông. À, con đừng có quăng. À, cái này nó không có làm hình, nó không đúng hình vuông ha. Nó hơi bị hình chữ nhật. Cái này có con hà mã nên con khó thấy phải không? Hình. Rồi, tiếp theo con sẽ có triangle. Nào, triangle. Hình tam giác. À, nào Bi đọc với bác nào. Triangle. Triangle. Ok, là hình tam giác ha. Triangle. Rồi, tiếp theo. What shape is it? Rồi, bây giờ con nhìn nè. Bây giờ bác hỏi con nè. Cái khăn trải này nè, nó là hình gì? What shape is it? Bi sẽ có là, à, Bi sẽ có là square. Bi đọc nào. Square. Rồi, con thấy cái dĩa ở đây nó hình gì? Cái dĩa là? À, là circle. Nào, Bi nào, circle. Rồi, con thấy cái bánh sandwich ở đây nè. Triangle. Bi nào, triangle. Ok. Nào, Bi đọc lại với bác nha. Nào, square. Square. Circle. Circle. Triangle. Triangle. Good job. Ok. Nào, next. Đa số. Đó là bài hôm nay của con chỉ có vậy thôi. Rồi bây giờ Bi nhìn lại mấy cái từ này nha. Bi đánh vần cho bác xem. How do you spell that? Circle. C. C. Rồi tới chữ gì đây ta? C. À, chữ này là chữ Y chứ. Chữ I chứ con. C, I. Rồi tiếp theo tới chữ gì? A. Chữ R là chữ A. Nào, A. C. L. E. E. Nào, C. I. A. Để bác tắt coi thử nghe có rõ hơn không nha. Nào, C. L. E. E. Ok, rồi, tiếp theo. Con có chữ tiếp theo nè. Ha, square. Cái hình này nó hơi bị sai sai tí. Nó là hình vuông đó, mình bác để bị sai mất rồi. S. Nào, Bi đọc nào. S. Rồi tới chữ gì ta? Chữ Q là chữ gì? Quên mất tiêu rồi. Hey. Q. U. U. U.
Rồi tới chữ gì? A. A, đúng rồi, đúng rồi. Rồi tới chữ R là chữ A. A. E. E, ok. Now, next, the last one. Con sẽ có triangle, ha. T. T. R. I. A. A. N. N. G. G. L. L. E. E. Triangle. Triangle. Okay. Square. Square. Right. Circle. Circle. Okay. Good. Rồi bây giờ mình ôn lại cái bảng chữ cái nữa rồi mình nghỉ nha. Rồi Bi đọc bảng chữ cái cho bác nghe xem. Nào mình sẽ có nào. A. A rồi gì nữa nào? Bi đọc cho bác xem. Mở kem vô lấy nó cho mình để dạy con. Dâm gì trời, dâm gì? Ai biết dâm gì? Dạ, cho nó vô thẳng vô á. Vô thẳng nếu vô. Dạy nữa chứ. Nên nó sai, nó phải để gần vô vô vậy nữa. Ờ. Dâm nó lại. Cho nó to lên vậy á hả? Dạ. Ừ sao vậy? Ừ. Rồi bây giờ con đọc cho bác nghe xem chữ A là sao. A. 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 Đọc bảng chữ cái cho bác xem. A rồi gì nữa? Nhỏ quá. Từ từ. Cứ đọc đi. A. Cô bác nói con đọc chữ cái chứ đâu cần phải nhìn đâu. A xong rồi tới chữ gì nữa nào? A. Rồi tới chữ gì? A rồi tới chữ gì vậy ta? Thì đợi một xíu. Ê, ê. Con bị lỗi. Con bị lỗi. Bị lỗi sao? Nó bị mắc cái loa gì nữa. À nó bị mắc cái hình cái loa hả? Được chưa? Cái gì đấy? Con kêu mẹ đi. Nó sửa được rồi. Ok. A, B rồi gì nữa ta? B, C. Đúng rồi. Tiếp. D. A. A. Tới chữ gì nữa? F. A. F. G. 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 Rồi. G. H. S. I. I. Rồi tới chữ gì? J. J. K. K. Đúng rồi. Cái gì nữa con? I. L. 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 M. N. E. Đúng rồi. Rồi tiếp theo O. 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 P. Đúng rồi. P. P. C. Q. 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 R. R. S. S. Rồi gì? T. T. U. U. V. V. W. Rồi sao nữa? X. 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 Rồi tới gì? S. Y. Y. Z. Z. Rồi chữ khang đánh vần sao ta? Tiếng Anh hay tiếng Việt vậy bác chị? Tiếng Anh đó chứ, học tiếng Việt bác có dạy tiếng Việt đâu. Nào K. K. H. S. A. A. N. J. Ok, rồi chữ Ba Kiên nào. Chữ Ba Kiên của con nào. Kiên viết sao nào, đánh vần sao nào. K. K. I. E. A chứ. E. E. N. N. N, N chứ không phải em. Rồi mẹ Nhung nào. Mẹ Nhung thì đánh vần sao. N. N. H. S. U. U. N. N. J. Ok. Ok, rồi mình dừng buổi học của mình ở đây nha. Tí nữa bác sẽ gửi từ vựng cho con. Rồi con nói mẹ Nhung cho con viết từ ha.
Okay. Yeah. Right. Bye bye, B. See you. Okay. Okay. Rồi, bị tắt nha. Để bác tắt cũng được.